Huy Phúc Ô Tô xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Và trong video ngày hôm nay, bên em sẽ tiếp tục review và báo giá tất cả các đầu xe bên em đang bày bán tại shop. Và trước khi đi vào chi tiết các mẫu xe, thì quý anh chị nào đang xem video của shop thì quý anh chị hãy ủng hộ shop bằng cách là đăng ký kênh quý anh chị nhé. Quý anh chị hãy đăng ký kênh và bật nút chuông để mỗi khi bên em lên những clip mới thì quý anh chị có thể là một trong những người đầu tiên nhận được thông báo từ YouTube. Và quý anh chị nào nếu như đang có xe muốn thanh lý hoặc là muốn bán thì quý anh chị hãy liên lạc trực tiếp với số điện thoại hotline của cửa hàng bên em nhé, để có thể thanh lý chiếc xe với mức giá cao nhất. Và nếu như quý anh chị nào muốn bán thẳng trực tiếp cho người tiêu dùng thì quý anh chị cũng có thể liên lạc trực tiếp với bên em để bên em đăng tin miễn phí trên kênh của bên em nhé, để cho quý anh chị có thể kết nối được những người đang cần xe và bán được chiếc xe của mình với mức giá cao nhất và với mức giá mong muốn của quý anh chị. Và bây giờ em không để mất nhiều thời gian của quý anh chị nữa, em sẽ review và báo giá cho quý anh chị tất cả các mẫu xe bên em đang bày bán tại cửa hàng. Và trước mắt quý anh chị là một mẫu xe sedan phân khúc D được đến từ thương hiệu Hàn Quốc, mẫu xe Daewoo Magnus. Chiếc xe sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2004, phiên bản số tự động quý anh chị nhé. Chiếc xe phiên bản số tự động và chiếc xe trang bị khối động cơ là 2.5 với mức tiêu hao nhiên liệu khoảng từ 12 lít trên 100 km hỗn hợp quý anh chị ạ. Và đây là một trong ba cái mẫu xe được sử dụng trong các kỳ hội nghị APEC quý anh chị nhé. Chiếc xe này là chiếc xe phân khúc D, là phân khúc hạng sang quý anh chị nhé. Và trang bị rất là nhiều option hiện đại như là la răng đúc này, la răng cũng là một trong những cái đặc điểm rất là nổi bật của chiếc xe này mọi người nhé. Quý anh chị hãy quan sát này, la răng rất là đẹp, la răng đúc và mạ chrome cao cấp qua mười mấy năm sử dụng, quý anh chị quan sát này, rất là sáng bóng và đẹp luôn. Đấy. Phanh ABS mọi người nhé, gương kính chỉnh điện này, gương kính chỉnh điện cụm điện, xi nhan tiếp trên gương này. Đấy. Hai túi khí, một túi khí trên vô lăng và một túi cho hành khách bên phụ. Ghế chỉnh điện đa hướng quý anh chị nhé. Đấy, ghế chỉnh điện đa hướng. Đầu DVD tích hợp camera lùi. Và mức giá của chiếc xe này em sẽ báo cho quý anh chị một mức giá tham khảo rất là hợp lý. Chỉ với mức giá đâu đó rơi vào tầm khoảng 135 triệu đồng thôi mọi người nhé. Đây, một chiếc xe rất là đẹp luôn này. Và với chất lượng thì bên em luôn luôn cam kết cho quý anh chị bằng văn bản, đó chính là không đâm va tai nạn nặng, không ngập nước và tính chất pháp lý đầy đủ. Nếu như mà quý anh chị xem xe cũng như đặt cọc xe của bên em về xem xe mà không đúng như miêu tả thì bên em sẽ cam kết hoàn trả lại cho quý anh chị 100% giá tiền quý anh chị đặt cọc nha mọi người nhé. Đó. Và bây giờ em sẽ quay sơ qua nội thất của chiếc xe này cho mọi người một chút thôi. Bởi vì là em báo giá tổng thể nên là em cũng chỉ quay sơ qua luôn thôi mọi người nhé. Đấy, một mẫu xe rất là cứng xe, sản xuất năm 2004, nội ngoại thất sạch sẽ mọi người này. Đấy, nội ngoại thất rất là sạch sẽ luôn này. Tapi, tablo đẹp. Xe như thế nào thì em sẽ quay như thế mọi người nhé. Tapi, tablo rất là đẹp này. Đấy, các chi tiết ốp vân gỗ trong xe còn rất là sạch sẽ luôn. Nội thất sạch sẽ, tapi, tablo đẹp này. Đấy. Với giá tiền chỉ hơn 100 triệu đồng thôi quý anh chị nhé, mọi người đã sở hữu chiếc xe này rồi. Vâng, và em sẽ chuyển qua một mẫu xe khác cũng hơn 100 triệu đồng. Bên em vẫn gọi đây là xe cỏ mọi người nhé. Chiếc xe cũng đến từ thương hiệu Hàn Quốc, Daewoo Lacetti. Daewoo Lacetti. Và cũng sản xuất năm 2004 và phiên bản số sàn. Chiếc xe này chỉ có thuộc phân khúc B thôi mọi người nhé. Phân khúc B, sedan phân khúc B. Một chiếc xe màu trắng, biển số Hà Nội. Chiếc xe này vẫn còn biển 4 số luôn mọi người nhé. Daewoo Lacetti, sản xuất năm 2004. La răng đúc cũng có sẵn mọi người này. Em sẽ quay xung quanh xe một lượt nhé. La răng đúc này, số sàn. Với chiếc xe này thì trang bị khối động cơ là 1.5 và mức tiêu thụ nhiên liệu rơi vào tầm khoảng 7 đến 8 lít trên 100 km quý anh chị nhé. Đấy.
Xe thì sạch sẽ. Đó. Biển số Hà Nội vẫn còn nguyên biển 4 số luôn quý anh chị ạ. Đó. Chiếc xe này thì hiện tại bên em đang báo cho tới quý anh chị một mức giá cũng tương đối hợp lý luôn. 115 triệu đồng cho mọi người nhé. 115 triệu. Nội ngoại thất sạch sẽ này. Lẹp chân kính mạ chrome. Về che mưa mạ chrome luôn. Quý anh chị nào đang muốn mua một chiếc xe để che mưa, che nắng. Đó, che mưa, che nắng hoặc tập lái. Thì chiếc xe hơn 100 triệu đồng này thì là một mẫu xe rất là hợp lý rồi. Quý vị anh chị có thể đi 1-2 năm. Và sau khi mà tay lái mình cứng lên rồi thì mình có thể mua một chiếc xe 5-700 triệu. Đấy. Thì là hợp lý nhất mọi người nhé. Bởi vì khi mà quý anh chị vừa mới học lái xong thì tay lái chưa cứng thì rất dễ xảy ra hiện tượng va chạm. Mà xe mới thì rất là tiếc đúng không ạ? Rồi ok. Và bây giờ em sẽ chuyển sang một mẫu xe khác nhé. Một mẫu xe cũng đến từ thương hiệu Hàn Quốc luôn. Mẫu xe Daewoo Lacetti. Và đây là bản nhập khẩu quý anh chị nhé. Bản lúc nãy em quay đây này. Chiếc xe này là bản lắp ráp tại Việt Nam này. Còn đây là bản nhập khẩu. Nhập khẩu thì dân mình rất là thích đây. Nhập khẩu. Và chất lượng thì cũng cao hơn hẳn mọi người đúng không ạ? Theo những cái trải nghiệm của những người Việt Nam và những người tiêu dùng thì những chiếc xe nhập khẩu thì chất lượng hơn những chiếc xe lắp ráp Việt Nam rất là nhiều đúng không ạ? Chiếc xe Daewoo Lacetti sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2010, phiên bản số tự động. Đấy. Chiếc xe này thì được trang bị khối động cơ là 1.6 mọi người nhé. 1.6 la răng đúc này, phanh ABS, gương kính chỉnh điện, cửa sổ trời, hai túi khí. Mẫu xe này trang bị khối động cơ 1.6 thì với mức tiêu hao nhiên liệu rơi vào tầm khoảng từ 8 lít mọi người nhé, tầm 8 lít trên 100 km hỗn hợp. Và đây, em sẽ quay sơ qua xung quanh xe cho mọi người xem này. Mặt ca lăng ốp mở viền chrome này, đèn đóm sạch sẽ nha mọi người nhé. Sạch sẽ luôn. Em chỉ quay sơ qua thôi. Thì quý anh chị nào đang lựa chọn xe mà chọn được chiếc xe nào ấy thì hãy liên lạc trực tiếp với em theo số điện thoại là 0947 535 262. Em sẽ gửi chi tiết cũng như là quay video chi tiết mẫu xe mà quý vị anh chị ưng ý nhé. Đấy. Xe rất là sạch sẽ quý anh chị ạ. Đương nhiên là khi mà bên em mua xe về thì có cho đánh bóng dọn tỉa lại quý anh chị nhé. Bởi vì là khi mà xe nhận từ của chủ thì nhìn thì rất là xấu và có thể là còn không được giữ gìn nữa mọi người ạ. Nên là bên em về cho đánh bóng dọn nội thất cũng như là làm sạch sẽ lại để đến tay người tiêu dùng. Vâng, đây là một mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản Toyota, một hãng xe rất là nổi tiếng. Và những chiếc xe của hãng Toyota thì rất là bền, nồi đồng cối đá. Và đặc biệt là rất là tiết kiệm nhiên liệu đúng không ạ? Chiếc xe Toyota Corolla Altis sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2003 quý anh chị nhé. Tuy là đời hơi sâu nhưng mà dòng Toyota Corolla Altis này thì quý anh chị nào đã đi rồi thì quý anh chị biết rồi đúng không ạ? Rất là bền luôn. Và cũng mong là quý anh chị nào đã đi những chiếc xe Toyota Corolla Altis này trải nghiệm rồi thì cũng cho em một vài dòng bình luận ở bên dưới để cho mọi người chưa biết về những dòng xe này biết và chốt được những chiếc xe ưng ý với mình mọi người nhé. Đấy. Với mẫu xe này thì trang bị khối động cơ là 1.8. Bản này là bản đủ mọi người nhé. Có một bản nữa đó chính là bản Toyota Corolla Z và bản đấy chỉ có 1.3 thôi, là bản thiếu chuyên để dành cho taxi. Còn bản này là bản đủ để dành cho người tiêu dùng. 1.8 nhưng với mức tiêu hao nhiên liệu của dòng Toyota thì rất là ít mọi người nhé. Theo kinh nghiệm và theo những người đã dùng thì những chiếc xe này chỉ mức tiêu hao nhiên liệu tầm khoảng 7 cho đến 8 lít thôi mọi người nhé. Và những chiếc xe 2.3 này thì có thể tiêu thụ nhỉnh hơn một chút thì trên 8 lít. Đó. Option của chiếc xe này thì trang bị la răng đúc này. Có phanh ABS mọi người nhé. Có phanh ABS.
có xi nhan tiếp trên gương, tay nắm mở của mạ chrome, nẹp chân kính mạ chrome, và vè che mưa cũng được trang bị rồi này. Chiếc xe màu xanh, xanh này là xanh nam mọi người nhé. Đó. Biển số Hà Nội tư nhân, một chủ từ đầu luôn, vẫn còn nguyên biển 4 số. Và mẫu xe này thì có mức giá là 195 triệu. Khi mà em đọc cái mức giá này ra thì rất là nhiều quý anh chị nghĩ đến việc chiếc xe này mức giá khá là cao đúng không ạ? Và cũng phải nói với quý anh chị một câu là xe đẹp thì không có giá rẻ. Còn những chiếc xe giá rẻ thì chất lượng em không dám chê, nhưng chắc chắn sẽ không bằng chiếc xe 195 triệu này của em được. Nếu các bác nào mà có xe 203 mà đẹp như này thì cũng mời các bác có thể qua cửa hàng của em ngồi uống nước và so sánh xem chiếc nào đẹp hơn chiếc nào mọi người nhé. Đó, em chỉ nói thế thôi. Vừa xong em quên chưa báo giá mẫu xe Daewoo Lacetti 2010 này đúng không ạ? Với chiếc xe Daewoo Lacetti nhập khẩu 2010 này thì bên em rút hồ sơ rồi. Và với mức giá bên em đang đưa ra và chào bán tới mọi người với mức giá là 235 triệu. Đấy, bản này là bản nhập khẩu và bản đủ có cửa sổ trời mọi người nhé. Rồi, em sẽ quay sang một chiếc xe khác. Lại một chiếc xe sang trọng đến từ Đức đây. Chiếc xe Mercedes C240. Đấy. Mercedes-Benz C240. Sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2004. Đấy, riêng cái mẫu xe này thì bên em hạ giá kịch sàn luôn. Trước khi đưa ra giá thì em sẽ quay xung quanh một vòng cho mọi người xem nhé. Đấy. La răng đúc này. Rồi, la răng đúc. Nẹp chân kính mạ chrome này. Sơn xi sạch sẽ. Xi nhan xếp trên gương. Đấy. Phanh ABS. Phanh đĩa 4 bánh luôn. Đây phanh đĩa đâu mọi người này. La răng rất là đẹp luôn. Ra la răng 5 chấu. Lốp thì chiếc xe này khỏi bàn luôn mọi người nhé. Dày bịch luôn. Đó. Chiếc xe Mercedes-Benz C240. Chiếc xe này cũng phân khúc D. Phân khúc D. Nói đến Mercedes thì mọi người biết rồi đúng không ạ? Là một trong các cái hãng xe sang của Đức. Phần ngoại thất được nhìn từ phía bên tài này. Đấy. Xin nhan thiệp trên gương. Và mẫu xe Mercedes C240. Đấy, em quay sơ qua nội thất một chút nhé. C240. Đó. Trang bị nội thất màu đen, hộp số tự động. Và chất lượng thì bên em cũng có những cái cam kết cho quý anh chị. Và một mức giá đưa ra, đưa ra cho quý anh chị một mức giá kịch sàn luôn mọi người nhé. 190 triệu đồng. Đưa ra một giá kịch sàn luôn, bán lỗ luôn mọi người nhé. Đó. Quý anh chị nào mà quan tâm đến mẫu xe này thì alo ngay lại cho em. Kịch sàn luôn. Đó. Có thể một vài hôm nữa nếu như mà chưa bán chiếc xe này thì em lại lên giá. Bởi vì là hôm nay em livestream thì em điên điên lên thì là bán kịch sàn luôn. Đó. Ok. Một mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản. Đây, 4 chiếc xe thương hiệu Nhật Bản luôn mọi người này. 2 chiếc sedan và 2 chiếc 7 chỗ. Quay một phát 4 chiếc luôn mọi người nhé. Honda Civic sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2007. Phiên bản số tự động. Bản này là bản 2.0, bản đủ. Em nhắc lại luôn, Honda Civic sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2007, phiên bản số tự động. Xe trang bị la răng đúc, phanh ABS, gương kính chỉnh điện cụm điện, xi nhan tiệp trên gương, cửa sổ trời. Với mức tiêu hao nhiên liệu 2.0 thì chiếc xe này rơi vào đâu đó khoảng 8 cho đến 10 lít trên 100 km hỗn hợp quý anh chị nhé. Mức giá chiếc xe này đang đưa ra là 275 triệu đồng quý anh chị nhé. 275 triệu đồng cho mẫu xe Honda Civic sản xuất năm 2007, số tự động bản 2.0. Đó. Xe chất lượng đẹp. Rồi, em nói chung là từ những chiếc xe
sau thì em sẽ không nói về chất lượng nữa, bởi vì nó con nào cũng nói đi nói lại về chất lượng thì em sẽ lược bỏ đi mọi người nhé. Em báo giá đầu xe thôi, thông tin chi tiết về xe và báo giá. Còn khi mà quý anh chị cảm thấy vào giá rồi thì alo cho em, vào giá và hợp lý với giá, hoặc là muốn thương lượng giá thì alo trực tiếp cho em nhé. Còn tất cả xe bãi bên em đều khi mà về đến bãi thì bên em kiểm tra tương đối kỹ rồi. Và có một cái nữa là bên em có bảo hành cho quý anh chị. Chiếc xe nào mà cũ em bảo hành thấp nhất là 3 tháng. Đấy, thế nên là chất lượng thì em sẽ không nói nữa, về giờ em sẽ chỉ nói về thông tin xe và báo giá thôi quý anh chị nhé. Đấy. Ok, chiếc xe tiếp theo đó chính là mẫu xe Corolla XLi. Bản này là bản nhập khẩu nguyên chiếc Nhật. Đấy, bản nhập khẩu Nhật nguyên chiếc mọi người nhé. Biển số Hải Dương. Và riêng chiếc xe này đó là một chiếc xe của anh em, bạn bè trong nhà. Và có nguồn gốc rõ ràng đầy đủ luôn mọi người nhé. Đấy, chiếc xe này thì em đang có một mức giá gửi tới quý anh chị. Đó chính là 305 triệu đồng. Nghe vẫn cao đúng không ạ? Nghe thì cao, nhưng mà về chất thì mọi người hãy liên lạc với em đi, để em cho mọi người xem chất. Bây giờ em sẽ nói về trang bị của chiếc xe này nhé. Xe Corolla XLi nhập Nhật, trang bị khối động cơ 1.3, rất tiết kiệm nhiên liệu luôn, 1.3 thôi mọi người nhé. Hộp số tự động. Xe trang bị narong đúc, phanh ABS, xi nhan tiết bên sườn. Lốp thì mọi người khỏi phải bàn luôn. Cam kết với mọi người bộ lốp này gần như là mới thay được khoảng vài tháng thôi. Đấy. Na răng đúc, phanh đĩa 4 bánh luôn. Máy còn zin mọi người nhé. Chiếc xe máy này, máy còn zin luôn. Cam kết luôn, máy zin. Và chiếc xe 207 số tự động này, cam kết với mọi người bảo hành 6 tháng luôn mọi người nhé. Bảo hành 6 tháng, máy zin. Nếu như quý chị nào mua chiếc xe này về mà quý chị bảo là máy ra rồi, hoặc là bị đâm va, bị mất một phân keo chỉ, quý vị anh chị hãy đưa đến cửa hàng em chứng minh cho em thấy bị mất keo chỉ và máy bị ra rồi, bị bổ ra rồi, em sẽ trả quý anh chị 100% tiền và biếu luôn cho quý anh chị 10 triệu nữa. Em khẳng định luôn, biếu luôn cho quý anh chị 10 triệu về đi du lịch. Em nói một lời thôi mọi người nhé. Đó. Đây, nội thất xe đây mọi người này. Nội thất xe thì khỏi bàn luôn. Tappy này, chi tiết ô vân gỗ trên xe này, zin nguyên bản luôn mọi người nhé. Bóng như thế này cơ mà. Đấy. Hai túi khí. Đấy. Gương kính chỉnh điện. Khóa chống trộm mọi người nhé. Đấy. Hộp số tự động. Đây, quay cái phần yên ngựa này mọi người nhìn thấy chiếc xe chất như nào này. Đó, hộp số tự động này. Ốp yên ngựa và phần ốp giả gỗ mọi người quan sát này, gần như là mới luôn mọi người nhé. Độ nguyên bản chiếc xe này cực kỳ cao luôn. Còn nguyên đầu CD nguyên bản theo xe này. Túi khí cho hành khách bên phụ. Đó. Nội thất rất là sạch sẽ luôn. Tắp vì cánh phía sau này. Cái phần nỉ dán trên tappy này là nguyên bản mọi người nhé. Nỉ dán trên tappy nguyên bản này. Chi tiết ở vân gỗ này. Chiếc xe tuy đời sâu nhưng mà về chất lượng thì khỏi bàn luôn mọi người nhé. Đó. Những chiếc xe vài ớt tầm khoảng 2011, 12, 13 mình nghĩ là không thể ăn được chiếc xe này luôn. Dám khẳng định luôn mọi người nhé. Tappy của cánh bên phụ. Chất lượng. Xe cũ thì thường là đi giá phải đi đôi với chất lượng mọi người nhé. Khẳng định với quý anh chị luôn, những chiếc xe rẻ, rẻ hơn những chiếc xe này khoảng vài 30 triệu, thì chất lượng thì mọi người nếu như mà chê đắt, chê chiếc này đắt
mọi người mua rẻ hơn 30 triệu thì hãy đem xe đến cửa hàng em so sánh hai chiếc xe xem như thế nào mọi người nhé. Vâng, vẫn là Toyota, vẫn là Toyota mọi người nhé. Chiếc xe 7 chỗ, em có 2 chiếc Toyota Innova sản xuất năm 2007 và Toyota Innova sản xuất năm 2009, đều phiên bản G mọi người nhé. Với giá thành thì chiếc 2007 với mức giá là 235 triệu chiếc 2007 mọi người nhé. Innova G xịn, cam kết không taxi dịch vụ, máy còn zin luôn mọi người nhé, máy zin. Quý vị anh chị cũng có thể mua được chiếc xe Toyota Innova bản G với mức giá tầm tiền khoảng 220 triệu. Nhưng máy còn zin không ạ? Chiếc xe của em máy còn zin, không taxi dịch vụ, nội thất đẹp. Và còn đây, Innova 2009 với mức giá là 275 triệu đồng. Chiếc xe biển số 99 mọi người nhé. Còn đây biển số Hà Nội này. Dàn gầm cao nha em đây. Dàn gầm cao, số tự động, số sàn đều có. Chevrolet Captiva sản xuất năm 2007, em có 2 chiếc. Chiếc màu vàng cát, số tự động, chiếc màu bạc, số sàn. 2 chiếc này em báo giá lần lượt, số tự động 235 triệu đồng, kiểu dáng SUV. Cả hai mẫu xe đều trang bị khối động cơ 2.4. Mức tiêu hao nhiên liệu rơi vào tầm khoảng 12 lít trên 100 km hỗn hợp. Một chiếc xe biển số Hà Nội và một chiếc biển 34, biển số Hải Dương. Còn đây chiếc xe biển số Hà Nội đây ạ. Sơn xi sạch sẽ quý anh chị nhé. Rất sạch sẽ luôn. La răng đúc, có phanh ABS, có xi nhan tiếp trên gương. Lẹp chân vính, kính mạ chrome. Có vẻ che mưa, cũng mạ chrome luôn. Một chiếc xe kiểu dáng SUV, được đến từ Chevrolet Captiva, thương hiệu Mỹ. Đấy, biển 34. À, xin lỗi mọi người, chiếc này biển 30. Còn chiếc biển 34. Chiếc biển 34 này thì có giá rẻ thôi mọi người nhé. 195 triệu. Đấy, rất là rẻ đúng không ạ? Rất hợp lý. Tại sao mà lần này bên em lại giảm giá đến như vậy? Hai mẫu xe này cách đây vài ba hôm thì có giá cao hơn khoảng từ 15 đến 20 triệu. Và hiện tại thì đang là dịch rất là phức tạp, bên em giảm giá và bán thu hồi vốn mọi người nhé. Thanh lý thu hồi vốn thôi. Và từ giờ đến cuối năm thì nghe ngóng xem dịch diễn biến như nào thì bên em sẽ tiếp tục kinh doanh tiếp mọi người nhé. Đấy, em sẽ quay cho mọi người về phần thân vỏ ngoài của chiếc xe được nhìn từ phía bên tai. Đấy, nội thất sạch sẽ luôn mọi người này. Chevrolet Captiva. Đó, rất là sạch sẽ quý anh chị ạ. Đây, xe sạch sẽ, sáng đẹp. Giao xe cho mọi người thì em cam kết là mọi người không cần phải dọn dẹp lại, bởi vì bên em cửa hàng bán xe đã dọn dẹp lại tất cả cho mọi người rồi. Keo chỉ zin, cam kết không đâm va tai nạn, không ngập nước. Giá thành hợp lý mọi người nhé. Quý vị anh chị để thương lượng những chiếc xe bên em thì liên hệ với em cho theo số điện thoại là 0947 535 262 hoặc là 0983 569 097 gặp em Phúc ạ. Vâng, chiếc xe đây là chiếc xe Captiva màu bạc đấy ạ. Em sẽ quay từ phía sau trở lại nhé. Captiva màu bạc, kiểu dáng SUV. Đó, gầm cao, máy thoáng. Xe rất là khỏe. Trang bị khối động cơ 2.4. Công nghệ Mỹ mọi người nhé. Những chiếc xe thương hiệu Mỹ thì thường thiên về cơ bắp quý anh chị nhé. Không có chiếc nào có thể tiết kiệm nhiên liệu được. Trừ những chiếc xe hạng nhỏ ra thì đa phần kiểu dáng SUV hoặc là những chiếc xe sang trọng thì có mức tiêu hao nhiên liệu rơi vào đầm đâu đó khoảng từ 12 lít trở lên mọi người nhé. Từ Chevrolet Captiva cho đến Ford
đều là những động cơ cơ bắp cả. Nên là mọi người đi xe Mỹ thì đừng nghĩ đến việc tiêu hao nhiên liệu là bao nhiêu. Xin khẳng định với mọi người như vậy. Một chiếc xe đến từ thương hiệu Nhật Bản mọi người nhé. Chiếc xe này là Mitsubishi Joyli. Chiếc này thì form mới rồi. Form mới, lốp treo, đèn cột, mắt xích, phun xăng điện tử, MPI rồi. Đấy. Mọi người cứ nhắc đến Joyli thì mọi người nhắc đến việc tiêu hao nhiên liệu rất là lớn đúng không ạ? Và chiếc Joyli này thì cũng có công nghệ mới, máy mới. Thì cái mức tiêu hao nhiên liệu sẽ giảm đi rất là nhiều. Và Joyli sở hữu khối động cơ 2.0. Mức tiêu hao nhiên liệu khoảng tầm từ 12 lít trở lên mọi người nhé. Khẳng định mọi người luôn, 2.0 nhưng cũng phải tiêu hao nhiên liệu 12 lít trở lên. Bởi vì tại sao ạ? Phun xăng điện tử rồi, nhưng chiếc xe này là đời 2005. Và mức tiêu hao nhiên liệu em cũng đã trải nghiệm chiếc xe này rồi, tầm khoảng 12 lít trở lên mọi người nhé. Còn nếu như quý anh chị nào chăm chút cho xe được, chăm chút bảo đại tu bảo dưỡng thì nó cũng phải rơi vào tầm khoảng 10 lít cho đến 11 lít trên 100 km hỗn hợp. Và giá đó, giá thành đúng không ạ? Mẫu xe Mitsubishi Joyli này thì bên em đang có một mức giá để gửi tới quý anh chị, đó chính là 115 triệu đồng thôi quý anh chị nhé. 115 triệu đồng. Xe còn khá là đẹp. Tuy nhiên nó vào mùa dịch, bên em bán đại hạ giá, thu hồi vốn. Bình thường thì không có giá này mọi người nhé. Không bao giờ có giá 115 triệu. Khẳng định với quý anh chị luôn, bán thu hồi vốn thì mới có giá này thôi. Và đôi khi bên em còn chấp nhận lỗ 115 triệu đồng mọi người nhé. Chắc chắn là mọi người không thể tìm đâu ra cái mức giá 115 triệu đồng ở các salon đúng không ạ? Mọi người nên yêu mẫu xe nào thì hãy liên hệ với em nhé. Và đây là một chiếc xe Ford Everest. Chiếc xe này thì em đã có người đặt cọc rồi mọi người nhé. Ui, và cái câu chuyện đặt cọc của cái bác ở trong Ninh Bình này thì em sẽ nói chuyện với các bác sau và chia sẻ với bác sau. Đấy. Ok và các bác nhá. Mẫu xe này thì bên em vừa về ngày hôm qua. Một xe đời cao, đời khá cao, đời 2018, Toyota Vios E, sản xuất năm 2018 quý anh chị nhé. Vios E 2018 số sàn. Đó. Một chiếc xe tương đối đẹp, sơn zin đến 95%. Tại sao em lại dám khẳng định 95% thôi? Bởi vì khi bên em nhận chiếc xe này về thì cũng đã cho tỉa lại đôi chút phần sơn rồi. Bởi vì là khi mà xe đi ấy, thì cũng có va quệt nhẹ nhẹ và xước sát phần ba đầu sốc trước sau, thì bên em đã có cho tỉa lại và đánh bóng lại chiếc xe này rồi. Đấy. Rất là đẹp đúng không ạ? Phần góc này thì nó ngược sáng, em quay thì nó sẽ rất là mờ mọi người nhé. Em xin phép không quay cái phần góc đấy nữa. Quý anh chị nào quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ với em để em gửi ảnh chi tiết mẫu xe này cho. Vios E 2018 với mức giá tham khảo 365 triệu đồng. 365 triệu đồng mọi người nhé. Mà các bác nào muốn mua chiếc xe này mà muốn thương lượng về giá nữa thì nhấc máy alo cho em. Em sẽ để cho quý vị với một mức giá hợp lý nhất. Vâng, tiếp theo một chiếc xe nồi đồng cối đá thương hiệu Nhật Bản đây. Bác nào trung trung tuổi tầm 40 trở lên thì nhìn chiếc xe này thì biết là cái thời điểm năm 2002 chiếc xe Toyota Camry này giá trị như thế nào đúng không ạ? Mẫu xe Camry sản xuất năm 2002, form hoài cổ mọi người nhé. Form hoài cổ. Biển số 23. Biển số 23. Biển 23 thì là em không nhớ không chính xác, hình như là Hà Giang thì phải đúng không ạ? Form đầu đạn, gọi là form đầu đạn mọi người nhé. 2002 Toyota Camry. Bản đủ, bản GLI, có hai túi khí, có phanh ABS, có gương chỉnh điện,
số sàn và mẫu xe cỏ này thì bên em đang có một mức giá ưu đãi đấy mọi người, cũng giảm giá sập sàn mọi người nhé. Những cái video trước thì em chào bán mẫu xe này với mức giá là 195 triệu đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì em cũng giảm xuống 15 triệu nữa luôn. Em bán thu hồi vốn luôn. Quý anh chị nào xem được video này thì hãy nhanh tay gọi điện cho em nhé. 0947 535 262 để chốt chiếc xe này. Vâng, em tiếp tục ra một cái loạt xe. Loạt xe hatchback và ngắn đầu, người ta gọi là ngắn đầu mọi người nhé. Tiết kiệm nhiên liệu. Đặc điểm của những chiếc xe hatchback là 5 chỗ và khá là tiết kiệm nhiên liệu. Đây, đây. Loại này thì em có rất là nhiều đây. Em sẽ lần lượt quay luôn trong một video này luôn nhé. Thôi và bây giờ em còn nhiều mọi người nhé. Video em cũng 30 phút rồi, khá dài. Em sẽ quay một loạt xe này trong vòng khoảng 10 phút nữa thôi. Mỗi một chiếc xe em dành cho 1-2 phút để thông báo thông tin về xe và báo giá thôi mọi người nhé. Chiếc xe Kia Morning Van sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2013. Đăng ký 2 chỗ ngồi. Sản xuất năm 2013, đăng ký lần đầu năm 2017. Số tự động, hộp số tự động, biển số 34. Bên em đang chào bán với mức giá là 235 triệu đồng quý anh chị nhé. Màu trắng, biển 34, 235 triệu đồng, Kia Morning Van, 2 chỗ, số tự động. Chiếc xe thì trang bị khối động cơ là 1.0, 235 triệu. Và ngày hôm nay bên em hạ giá xuống chỉ còn 228 triệu đồng mọi người nhé. 228 triệu đồng thôi. Một chiếc xe cỏ nữa, Kia Morning, số tự động, sản xuất năm 2004. Số tự động, sản xuất năm 2004. Đấy, một mẫu xe còn rất là chất lượng. Xe biển số 21, chủ là nữ đi mọi người nhé. Và chiếc xe này thì hôm nay bên em cũng hạ giá xuống chỉ còn có 138 triệu đồng thôi. 138 triệu đồng, Kia Morning, số tự động, 2004. Chiếc xe thì trang bị khối động cơ là 1.0, na răng đúc. Khá là đẹp, đi rất là nhàn, nhỏ gọn, tiết kiệm xăng. 138 triệu. Vâng, và quý vị chị nào mà có mức tiền cao hơn một chút thì đi Kia Morning, sản xuất năm 2009. Form mới số zig zag rồi mọi người nhé. Form mới số zig zag, la răng hoa mai rồi. Kia Morning, sản xuất năm 2009, phiên bản số tự động nhé. Số tự động, bản nhập khẩu nguyên chiếc. Xin lỗi mọi người nhé, chiếc xe này sản xuất năm 2010. Số tự động, xe tất cả còn zin hết. Nói ngắn gọn luôn, xe tất cả còn zin. Ghế zin, máy zin. Nhập khẩu nguyên chiếc. Số tự động, túi khí trên vô lăng. Sấy ghế hai bên, đàm dọi rảnh tay. Điều hòa tự động, bản SLX. Mẫu xe này thì bên em đang có một mức giá tham khảo, đó chính là 225 triệu đồng. 225 triệu. Chiếc xe Chevrolet Spark sản xuất năm 2010, số sàn. Chevrolet Spark số sàn. Chiếc xe này thì chỉ có giá 85 triệu đồng thôi mọi người nhé. Chevrolet Spark số sàn, sản xuất năm 2010. Bây giờ đến i10 mọi người nhé. i10 nhà em còn 2, 4, 6 con nữa. 6 chiếc i10. i10 214, số sàn, bản bay. Thông tin luôn, chính xác luôn mọi người nhé. Số sàn i10, sản xuất năm 2014. Bản nhập ấn quý chị ạ. Đấy. Xe đẹp. 214, bên em còn 2 chiếc, một chiếc màu trắng và một chiếc màu bạc. Với mức giá đưa ra cho Hyundai i10 2014 bản nhập ấn và là bản bay với mức giá là 195 triệu đồng một chiếc mọi người nhé. Chiếc màu trắng cũng 195 triệu đồng,
chiếc màu bạc này, cũng 2014 bản nhập ấn, số sàn, xe trang bị khối động cơ 1.0, rất là tiết kiệm nhiên liệu, với mức giá 195 triệu đồng một chiếc. Kế bên là một chiếc xe Hyundai i10 màu đỏ. Đây, Hyundai i10 màu đỏ, sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2015. Bản nhập ấn mọi người nhé, cũng là bản nhập ấn luôn. i10 bản nhập ấn 2015 với mức giá là 215 triệu đồng. Xe tư nhân mọi người nhé. 215 triệu i10 2015 bản nhập ấn. Đây cũng là bản bay mọi người nhé. 215 triệu. Bác nào mà ít tiền hơn một chút nữa thì các bác sử dụng chiếc Hyundai Getz này. Hyundai Getz số tự động 2009. Ủa, em nhầm nhé bác nhá. Getz số tự động năm 2007. Trang bị khối động cơ 1.4. Bằng với chiếc xe VinFast mọi người nhé. Getz số tự động 2007. Biển số Hà Nội màu bạc. Bên em đang gửi tới quý anh chị một mức giá tham khảo 185 triệu đồng. Đấy, em quay qua số tự động cho mọi người xem nhé. Xe nguyên bản 100% luôn. Keo chỉ zin, máy zin. Cam kết luôn. Keo chỉ zin, máy zin. Xe trang bị màn hình Android, tích hợp camera lùi, cam hành trình rồi. Chỉ có 185 triệu đồng thôi. Bác nào mà yêu chiếc xe này thì alo cho em gửi ảnh chi tiết cũng như là thương lượng về giá tiếp theo. Cũng là i10, Grand i10 nhập ấn bản 1.0 số tự động. Đấy, cũng là i10 nhưng số tự động mọi người nhé. Sản xuất năm 2014. Số tự động 2014. Bác nào mà muốn đi nhàn, không phải ra vào số liên tục thì mua số tự động. Cũng 1.0, tiết kiệm nhiên liệu nhưng mà nhàn hơn nhiều. Đồng nghĩa với việc quý vị anh chị phải chi ra một khoản tiền khá hơn nhiều. Chiếc xe này giá tham khảo 290 triệu đồng. 290 triệu đồng. i10 số tự động 2014 bản nhập ấn. Vâng, và bác nào mà không thích đi số tự động, lại vẫn còn tiếp tục có một chiếc i10 số sàn cho mọi người nữa. Cũng bản bay nhưng mà đời cao hơn một chút. Chiếc xe i10 này sản xuất năm 2017 và là bản Việt mọi người nhé. Đấy, bản lắp ráp tại Việt Nam, sản xuất năm 2017. Biển số Thanh Hóa, bản bay. Và chiếc xe này thì có mức giá tham khảo cho quý vị là 265 triệu đồng. Đấy, 265 triệu đồng thôi mọi người nhé. Cho chiếc xe i10 bản bay, số sàn và là lắp ráp tại Việt Nam. Vâng, i10 thì em quay nốt cho mọi người chiếc xe này nữa nhé. i10 biển số Hà Nội màu bạc, số tự động, số tự động luôn. Và chiếc xe này thì bản đủ mọi người nhé, bản đủ, đầy đủ hết rồi. Có đèn gầm này, có đèn bi xê lông. Sản xuất năm 2014, nhập ấn. Và bản này là bản 1.2 mọi người nhé. Đấy, bản 1.2. Bên kia em vừa giới thiệu một chiếc xe i10 số tự động nhập khẩu nhưng là bản 1.0, có giá chỉ có 290 triệu đồng thôi. Đây, chiếc xe đó kia cũng biển 30. Đấy, chiếc xe này mọi người nhá. Và chiếc xe mọi người đang nhìn đây cũng là biển số Hà Nội, không khác về đời, không khác về thông tin. Tuy nhiên xe bản đủ hơn nhiều, có đèn bi xê lông, có đèn gầm và máy 1.25. Đấy. Với bản này thì có mức giá tham khảo 305 triệu đồng mọi người nhé. Đấy, 305 triệu. Xe rất sạch sẽ, về sẵn đi. Đấy, xe sạch sẽ, về sẵn đi. Số tự động
đầu CD nguyên bản, vô lăng tiếp phím bấm, hai túi khí, một túi khí trên vô lăng và một tí túi khí cho hành khách bên phụ. Vâng, và hiện tại thì em đã đi một vòng rồi, một vòng gần hết xe rồi. Tuy nhiên thì video cũng khá dài rồi. Và ngày hôm nay xin phép mọi người kết thúc livestream tại đây. Bác nào quan tâm đến các dòng xe bên em, bên em chuyên các dòng xe dưới 300 triệu mọi người nhé. Bên em, bác nào quan tâm mà chưa có chiếc xe ưng ý, các bác hãy đăng ký kênh và nhớ bấm nút chuông để mỗi khi bên em có những chiếc xe mới về, bên em quay lên thì các bác là một trong những người đầu tiên được nhận thông báo và các bác sẽ có cơ hội mua xe nhanh nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong các clip lần sau ạ.